Cái này của bên nào vậy? Của Happiness là của bên nào? Mai em mặc áo đó đó. À vậy hả? Giờ đó mới chạy. À lấy rồi, lấy hết rồi. Anh lấy từ sáng rồi. Anh lấy từ sáng rồi. Ồ, cái đồ ẩm con. Con lấy xong chưa? Con lấy biết không chưa? Rồi vậy là chờ chút nha. Yeah. Giòn, ông anh nên kéo chú xíu. Yeah, giòn ok, giòn đi vô lấy giùm anh. Dạ, em có lấy 1, 2, 3 chỗ nào phun ra à? Các bạn phong trào ngày hôm nay các bạn có ai không? dưới 2 tiếng 30 phút ạ. Ok, dưới 3 tiếng nào. Những người ai cũng giơ tay là thế nào ạ? Có ai sẽ có ý định là xài hết tiền của bạn được chứ không ạ? Thôi ra các bạn cứ yên tâm, Thành chắc chắn sẽ chào đón từng người về đích 1 và chắc chắn sẽ ở lại vạch đích cho tới khi các bạn cán đích. Tất cả các vận động viên của chúng ta 100% cán đích nha. Không ai DNF đúng không ạ? Không ai vào cuộc. Rồi các nhiếp ảnh gia đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cũng sẽ có một số những phô ảnh đẹp trước khi xuất phát. Chỉ còn 7 phút nữa thôi là chúng ta sẽ có dấu hiệu cờ xuất phát. Rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Các vận động viên cũng sẽ cosplay. Xin chào. Bến Tre Marathon. Lần đầu tiên mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên. Wow. Cái gì á? Cái gì á? Đẹp chưa? Đang chơi trong vườn dừa. Trời, mà sao mình cũng còn nhiều dữ ta. Lần đầu tiên chạy liên tục được từ 10 km. Làm đùa dễ sợ được chứ. Nãy giờ mà em còn được lết luôn tới đây rồi. Cấm quay phim chụp hình. Đang trên đường xuống Ba Chi vô Mỹ Thành. cận thì chạy luôn. Dạ hả? Giỏi vậy. Ê. Sáng giờ mới 7 cây đó. Vậy hả? Ồ, chưa được nối đường. 1/3 ơi. Trời, sáng giờ mới 7 cây. Chưa được nối đường đó mọi người ơi. Ôi trời, cố lên. Cố lên, mới có 7 cây hả? Chưa được nối đường nữa. Cố lên, cố lên. Cô gái Bến Tre. Trời ơi, cô gái Bến Tre chạy kìa. Cô quá trời quá đất cô rồi cô ơi. Đã kết thúc 10 km đầu tiên. Bây giờ lại chạy vô Phú Nhuận. Ôi. Từ đây về tới bên kia là toàn là đường vuông không đó. Giờ là bắt đầu chạy đường vuông rồi đó. Vừa tới Nhân Thạnh. Thì trái vừa không? Đã chưa? Thành Phú Nhuận. Giờ bây giờ mình đi bộ chút xíu. Bây giờ 12 cây rồi. Đi bộ chút xíu cho nó khỏe xong rồi. Khoảng tầm 15 cây bắt đầu chạy tiếp ra tới ngoài. Mọi người cũng đi bộ cũng nhiều. Cái này cũng đã đời. Này mát quá. Này chạy đường vườn siêu mát. Có cô bé hoàng khăn đỏ nữa kìa. Quá trời cô bé. Cô bé hoàng khăn đỏ. Cô bé hoàng khăn đỏ. Cố lên, 12 cây rồi, đúng không? Xíu nữa tới bờ sông rồi. Đúng rồi, đường vuông không? Giờ này là mình chạy đường vuông không rồi đó. Giờ này là mình chạy đường vuông, lát có đường nhỏ xíu bờ sông nữa là xong. Ra tới cầu rồi về. 8 km nữa chứ mấy. Bến Tre rồi hả? Bến Tre nè. Hả? Em Bến Tre nè. Vậy hả? Ở đâu? Ở đâu? Phường 2 nè. Phường 2 à? Tháng 8 chạy Nha Trang. À, tháng 8 Nha Trang hả? Dạ. Tháng 9 chạy Cần Giờ. Hai chạy Cần Thơ. Ừ, hai Cần Thơ. Rồi vé rồi. Cần Thơ vé bằng siêu rẻ luôn. Bánh da cũng rẻ nè. Không. Ồ, cà phê luôn hả? Cà phê luôn hả? Ngon. Quá trời cà phê ngon rồi. Lát kêu xe ôm nha. Bye bye bye. Khó chạm tiếp nữa rồi. Thôi, tụi nó từ đây về hết chạm rồi chứ. Không. Cách 2 cây có mà. Ok. Wow. Đó anh ký vô hấu em, ký nhiều rồi. Dạ Phi, Phi. Phi ngon quá. Không thèm mạnh mẽ chứ. Nước suối ạ. À. Ok, cảm ơn. Nước suối ạ. À. Nước suối ạ. À. Thì tới chương trình đi bộ bắt đầu. 18 cây hả? Ok. Ok, 18 cây, 18 cây. Chương trình đi bộ bắt đầu. Chuối này trái chuối. Số vận động viên bị chuột rút. Đấy, có một số vận động viên bị chuột rút. Wow. Chung là anh em đang đi bộ. Giờ này là giờ chương trình đi bộ. 18 km là chương trình đi bộ 18.5, qua cái cầu này là được khoảng 18, gần 19, qua được một đoạn. Nhìn thấy cái cầu là 2 km là vừa. Bắt đầu mình sẽ tăng tốc lên một chút xíu. Cầu này là cầu Gạch Đông. Cầu Gạch Đông. Trời ơi, cầu này cái tên Gạch Đông Lạc Long Quân. 1 km cuối cùng mọi người ơi, 1 km cuối cùng vô tới cầu rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. 1 km cuối cùng. Quay anh ta. 1 km cuối cùng. 1 km cuối cùng. Nước 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 nước. Dạ số lận, số lận. Đây. Dạ đây. Đúng rồi, dạ đây. Sắp sửa hoàn thành mục tiêu rồi. Ok quá rồi, bây giờ mình đi vòng lên cầu là tới. Okay. Vòng lên cầu là tới. Nãy giờ mình cũng cấp cứu 2-3 người mọi người. 2-3 người. Kìa, bạn kia bị nữa. Gần tới rồi. Ổn chứ đúng không? Ok. Cố gắng lên. Sao đâu, sao đâu. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Chợ Bến Tre, sông Bến Tre. Chợ Bến Tre. Chợ Bến Tre. Rồi. Ôi. Ôi nè. Dạ dạ. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá xuất sắc, quá xuất sắc. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức giải đã trao các giải nhất nhì ba cho các vận động viên nam nữ đạt thành tích cao tại các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Trao giải vận động viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất ở các cự ly 5 km và 10 km, đồng thời trao 3 giải cosplay, giải quá trang ấn tượng nhất